Tại đây chính là cổng của Thiền Tôn Phật Quang, một ngôi chùa ở thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tọa lạc tại thung lũng núi Dinh. Sala mời quý vị khán giả của Sala TV năm mới 2024 cùng Sala và nhóm Phật tử ở chùa Thanh Tâm ở Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh về lại Thiền Tôn Phật Quang tham quan và bái Phật trong những ngày đầu năm quý vị nhé. Qua. Hôm nay quý vị ơi, Sala đã Sala đã đến được cái đó là chính là cái Barret. Đây là Barret đó quý vị. Mà hồi trước khi mà mình đến đây trong năm 2023, mình tưởng là chở đồ thôi, nhưng mà không phải là chở đồ. Này là mình chở cả người luôn quý vị. Và cái gọi là cái phương tiện mà quý vị đi chính là Barret, không có giá vé mà tùy hỷ quý vị nhé, không phải là giá vé cáp treo, không có giá vé mà mình tùy hỷ. Vào bên đây bên trái nè chính là lối đi xuống chùa, mà trong trong năm 2023 Sala có đi bằng cái lối đi bộ này để quay cho quý vị. Còn hôm nay thì mình sẽ đi một cái phương tiện là Barret. Đúng rồi, chùa của thầy Thích Trân Quang. Năm năm trước em đi rồi, nhưng mà em chưa có đi cái phương tiện này. Đây dạng như là một cái rồng rọc. Đây là cái lối bắt đầu một chút nữa là cái Barret nó lên tới đây, rồi mình sẽ phước xuống dưới đó, bắt đầu mình đi xuống. Hay là hôm nay mình đi cái phương tiện này, phương tiện đầu tiên đầu tiên mà Sala sẽ cùng với lại gì ha, dành cho người lớn tuổi vậy, cái ngồi vậy. Đây xếp hàng trước cho họ lên, là ghế ngồi dành cho người lớn tuổi, còn mình là mình sẽ đứng. Ghế ngồi là có một dãy luôn. Nó có chuyến lên chuyến xuống luôn. Có chuyến lên chuyến xuống luôn mà. Mình đi lên đi xuống. Chuyến này là chuyến lên nè, bây giờ bắt đầu tới mình là mình sẽ đi chuyến xuống. Người lớn tuổi là sẽ ngồi, còn như Sala cũng thích đứng. Mình đứng mình sẽ quay phim nó đẹp. Ngồi đi. Ở đây có lượt đi và lượt về, lượt khứ hồi luôn quý vị. Ở bên kia là lượt đi lên nè quý vị. Còn mình đó là mình đi xuống. Ủa sao ở đó vậy? Không, anh nằm cao lên được nè. Được. Mình đứng không sao đâu, thấy đông đâu không đông.
người không được đưa tay ra ngoài ạ. Giờ biết hướng nào rồi không? Và đấy rồi. Chưa đi. Rồi bên anh cũng phải đi hướng. Chiếc tiếng đi này luôn đang di chuyển xuống đó. Dễ xuống thấy đưa cây cacao một tí rồi xong cụp xuống. Ngoài thấp có trúng đầu người ta thấy đầu người ta không à? Ôi đi bộ nữa không tiếng liền đó, nó dốc kìa. Thấy camera với cái tốc độ mà chậm chậm như vậy thì nó cũng thấy mình cảm giác mình đi cũng an toàn hả cô ha. Rồi mình ở trên cao mình nhìn mình thấy đi xuống chứ có thể là mình đi mình thấy nó cao quá. Nhưng mà khi mà mình đi như thế này thì mình ở trên đây mình cũng thấy nó bình thường, không có từng từng từng. Dạ, nó rất là êm. Không có dằn. Rồi điểm đến cũng đã đến rồi. Cảm thấy giống như đi xe lửa vậy. Xe lửa đúng không cô? Dạ, giống như đi xe lửa. Đúng rồi. Không ồn. Dạ. Xe lửa. Xuống rồi, chờ chờ. Đừng có vội vàng. Người trước bước ra thì người sau mới bước. Rồi, ông ơi, cái khách xuống tàu. Xuống thoải mái đi. Chúng ta có tiền hả? Tại sao? Tôi chấm gãi, tôi gãi. Rồi cuối cùng mình đã trải nghiệm xong một cái phương tiện gọi là phương tiện đặc chế ở tại núi Vinh, tại thung lũng núi Vinh. Giống như như vậy nè. Đẹp mà. Đó, những cái bài ghép cái mình đi ra rồi ông ghép vô. Lạ. Rất đẹp. Lần này thì lần trước Sala đi với lại nhiều đứa em, nhưng lần này thì cũng chỉ còn hai đứa mà thôi quý vị ơi. Anh Bảo với lại Thảo Thảo. Bảo Bảo và Thảo Thảo. Bảo Bảo và Thảo Thảo. La La. Hoàng Quy Sala. Hôm nay mình đi dịp Tết đó, mình thấy vui ha. Hai bên buôn bán nhiều lắm. Lúc mà mình đi mình nói ủa cái chỗ này sao thấy đông vắng quá. Thì ra rồi chỗ này là Tết người ta buôn bán nè. Đúng không? Lúc trước mình nó rào lại nó đóng cửa. Đây người ta bán cả tinh dầu. Tinh dầu tràm á. Nghe cái mùi rất là thơm. Tinh dầu chanh xả. Hôm nay đi vào mùng 2 Tết, đông lắm quý vị. Chào anh. Em zoom lại gần gần cho thấy anh ha. Vào Sala TV xem lại nha. Dạ Sala TV. Khi Sala rất là thích
có những người hành hương du khách và kể cả những người buôn bán ở các cảnh chùa đều rất là thân thiện với camera. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những người họ rất là khó chịu. Họ thấy mình quay cái bắt đầu họ chau mày. Đi với lại nhóm Cô Phượng Bình Chánh mà quý vị ơi, xa la xuống dưới lại vừa xuống xe một cái nhóm mất tiêu hết trơn. Nhóm các cô đi đâu mất tiêu hết trơn. Cái con đường đi xuống dưới thung lũng núi Vinh nè quý vị. Hai bên tre mọc rất là mát. Rồi đoàn hành hương đi xuống núi như thế này. Cái phải nói là một cái ngày đầu năm nó rất là tuyệt vời. Mình hòa nhịp vào dòng người du khách. Mình đi mình cảm giác là có thể là năm nay mình sẽ may mắn hơn nhiều lắm. Ai ai cũng tươi vui. Những cái nụ cười của những người đi hành hương nó mang lại cho mình những cái hạnh phúc đâu đó. Đi một đoạn ở đây đó quý vị, phía trước quý vị thấy là cõi Phật, cõi Xuân. Vào đó là mình đã bắt đầu mình đi vào bên trong khuôn viên của Thiền Tôn Phật Quang. Hôm nay chắc ở chùa sẽ có cơm chay. Cơm chay hồi trước mình ăn ngon lắm. Này ha. Không khí Tết tràn ngập cả ngôi chùa. Đó là những chậu hoa kiển nhà chùa đặt ở khắp nơi. Hôm nay mái cũng đã được che lại. Hầu như là hôm nay là mái che hầu như là bích hết trơn, phải không Thảo? Hồi trước mình nhớ mình đi ra đây mình thấy trống trống, mình nhìn thấy tượng Phật không? Như là những cái máy là nhà chùa đã kéo lại. Hồi trước mình đi là lúc đó là mấy cái máy che tự động á kéo ra, cho nên lúc đó mình thấy chùa trống trải lắm. Ở đây có dạy võ cổ truyền đúng không? Võ cổ truyền. Đây mình để dép ở đây rồi mình đi vô mình lễ Phật ha. Bông cả một cái rừng bông luôn á, một chút nữa. Mình tới đây mình... Sa la xuống tới tận đây luôn mà chưa gặp lại các cô giáo luôn quý vị. Các cô giáo đi nhanh quá. Còn ba đứa mình là mấy cô giáo mất tiêu hết trơn à. Tại đây quý vị khán giả của Sa La TV cùng đảnh lễ
Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bản ngã phù du như khói sương, thân tâm cát bụi ở ven đường. Một lòng theo Phật tìm vô ngã, pháp giới chỉ là một khói thương. Điểm thu hút du khách và Phật tử khắp nơi hàng năm quy tụ về chùa núi Dinh Thiền Tôn Phật Quang ở Bà Rịa Vũng Tàu của thầy Thích Chân Quang chính là vẻ đẹp từ bi, nhân hậu cùng kích cỡ to lớn của bức tượng Phật Thích Ca được tôn tạo tại trung tâm khuôn viên của chùa cao 14 mét. Tượng được tạc tỉ mỉ bằng đá granite trắng trong tư thế thiền định tuyệt đẹp giữa núi rừng bao la. Chùa nằm gọn gàng trong thung lũng núi Dinh, còn được gọi là núi Ông Trịnh, cao 504 thước. Đường vào chùa là đoạn đường đèo trải nhựa, phù hợp cho xe hành hương 45 chỗ chở xuống, có chiều dài là 500 mét, tính từ chân núi lên đến cổng chùa. Người đến hành hương chùa Phật Quang lần đầu, ai ai cũng đều ngỡ ngàng, vì kiến trúc của ngôi chùa rất đổi đơn giản, không có chánh điện hoành tráng, mái lợp ngói đầu đao hay những bảo tháp nhiều tầng, mà chỉ có gian thờ Phật Thích Ca và Tổ Đạt Ma nhỏ gọn. Phần lớn khuôn viên là các mái che tự động để thuận lợi cho việc tổ chức các khóa tu, các khóa sinh hoạt hè cho các em học sinh, khu dạy võ cổ truyền cho trẻ em. Vào đêm mùng 7 tháng Chạp hàng năm, nơi này còn thu hút hàng ngàn lượt khách và Phật tử đến dự lễ Phật Thích Ca thành đạo và nghe những lời giảng pháp của thầy Thích Chân Quang. Có lẽ chính vì đạo hạnh của thầy trụ trì cùng với không gian núi rừng yên tĩnh nơi này mà rất đông Phật tử tìm về núi Dinh chùa Phật Quang ngày một rất đông để tu tập và tận hưởng không gian tĩnh lặng. Ở tại thời điểm đó, mọi người còn có khoảng lặng của bản thân để soi xét lại tất cả những việc mình đã làm hay những lời mình đã nói ra, gây đau khổ cho người thân hay những người từng gặp qua mình. Rồi từ đó biết tu sửa bản thân, quán chiếu lại chính mình để sống cho tốt đời đẹp đạo. Hành hương lễ Phật đầu năm ở chùa Phật Quang, Sala có đôi lời tâm sự về chùa cùng quý vị khán giả xem kênh. Tiếp theo là những hình ảnh của chùa ngập tràn trong sắc xuân, là những chậu hoa lá cành đủ màu sắc được quý tăng quý ni và các vị công quả chuẩn bị rất tỉ mỉ vào những ngày giáp Tết để vô mùng thì mọi người được mãn nhãn và có nơi chụp ảnh thật đẹp. Xin mời quý vị tiếp tục tham quan cùng với Sala TV. Tại đây chùa Thiền Tôn còn có những tiểu cảnh rất là đẹp, những tiểu cảnh có những luống hoa, có cả trái cây nữa quý vị. Hoa thật không á? Thật hoa thật nè. Một cái thung lũng với ngập tràn những đóa hoa của mùa xuân. Hôm nay mình đi ra phía sau tượng Phật luôn ha. Trong là khu vực nội viện đó. Còn bên trong nữa đó quý vị, khu vực nội viện ở phía trong này dành cho chư tăng ni
ở cạnh Sala lúc này đó quý vị, chính là một cô là thành viên ở trong đoàn hành hương của ngày hôm nay. Sala Hữu Duyên đi cùng với lại nhóm Phật tử của chùa Thanh Tâm Phật Cô Đơn đúng không cô? Dạ. Cô ơi, cô cho Sala TV và khán giả biết được cảm xúc hôm nay khi cô đến Thiền Tôn Phật Quang, đặc biệt là vừa rồi mình có đi chiếc ba rết không cô? Dạ. Thì đây là lần thứ mấy cô đến Thiền Tôn Phật Quang và cảm xúc của cô như thế nào ạ? Nói chung là rất là cảm động và rất là hạnh phúc được là cô giáo Phượng tổ chức cho phái đoàn đi, rất là hạnh phúc bên nhau. Và cũng là một lần đầu tiên, không ngờ đi dưới một cái núi mà nghe cái chùa này rất là lâu rồi, nhưng mà lần đầu tiên mới lần được đầu đi. Tiên cô được đi, rất là xúc động và cảm thấy là canh quả quảng canh ở cả cảnh ở đây và lại rất là sang mà rất là đẹp mà rất là hùng vĩ, không ngờ mà đến mức độ là trang trí một cái hoành tráng đến mức độ mình không có tưởng tượng được. Những cái chùa cũng có những chùa là trang trí nhưng mà thật sự nó không rộng lớn như vậy này. Nó có một cái khoảng hội trường lớn. Chắc có thể là từ trước đến nay cô đi những ngôi chùa thấy được những bảo tháp, những ngôi chánh điện với những cái máy đầu đao, những cái máy mà người ta có những cái con rồng đó cô. Còn hôm nay cô đến Thiền Tôn Một Quang thì cô thấy là đây là một cái mái dương như một cái hội trường, thì cô thấy có điều gì đó lạ không? Nó lạ hơn các chùa rất là nhiều. Dạ. Vì là không giống những cái chùa khác, ví dụ chùa thì chủ yếu là tượng Phật rất là nhiều. Dạ. Vậy lại là người ta đi là ở như kiểu như tượng Phật như ở trong thành phố. Còn cái này đi một cái đường dài mà đi tới đây chỉ một ông tượng Phật, nhưng mà nhìn ngóng rất là mình cảm thấy rất là xúc động vì tượng Phật giống như có một cái gì đó, một cái nguồn năng lượng Phật pháp truyền đến cho mình đúng không cô? Dạ. Cho nên là trước nguồn năng lượng lớn về tượng Phật của Phật Thích Ca ở đây thì cô có cầu những gì cho mình và cho gia đạo không cô? Không, chỉ cầu trên thế gian này cho Phật phù hộ cho bình an và dịch bệnh đừng có tái nữa, và cái cuộc sống để cho mọi người được cho an lành thôi, chứ còn không có cầu cho bản thân mình. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều, một lời cầu chúc rất là xúc động quý vị. Xin cảm ơn cô đã dành thời gian cho Sala TV cũng như là cho khán giả của Sala. Kính chúc cô năm mới thật nhiều sức khỏe và đặc biệt sẽ gặp lại Sala trên những chuyến hành hương mà hữu duyên mình được cùng đi với lại cô Phượng, cô giáo Phượng ở Bình Chánh cô nhé. Rồi. Dạ. Rồi, xin chào tất cả mọi người, chúc sức khỏe mọi người vui, an lạc, hạnh phúc, vạn sự như ý. Quý vị cùng Sala đi qua bên chánh điện của chùa quý vị nhé. Ở đây có những cái thảm cỏ đi rất là êm. Đây là sân khấu mà Sala thường lên trên YouTube xem những cái lúc mà chùa tổ chức lễ Phật thành đạo á, Phật Thích Ca thành đạo đó quý vị. Đây là sân khấu mà thường tổ chức lễ Phật Thích Ca thành đạo là vào ngày mùng 8 tháng Chạp. Đây là chánh điện của chùa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì vừa rồi chúng ta đã nghỉ lễ, chúng ta thọ nhận, chúng ta quy y Phật, quy y những người này của Ni Phật và quy y những vị thánh tăng, những vị xuất gia tu hành chân chính theo Đức Phật. Thì tiếp tới là chúng ta sẽ thọ nhận. Trời rất là mát. Nếu như một người bình thường không
nhà chùa đặt những cái đèn màu á, mình nhìn vô rất là đẹp. Bức tượng dường như có cái màu tím tím hồng hồng đẹp lắm. Nhưng để trở thành một người để tư vấn chân chính, để trở thành một người có đạo đức với cuộc đời, thì Đức Phật đã chế ra năm giới và chúng ta phải được tâm đó. Ở đây là từ ngôi chánh điện mình nhìn ra khu vực khuôn viên của chùa. Quý vị qua bên đây đến bàn thờ, nơi thờ tổ của chùa Thiền Tông Phật Quang quý vị nhé. Không được giết hại con người bằng bất cứ giá nào, chỉ trừ vào những trường hợp mà con người chiến sĩ công an bộ đội đi bảo vệ tổ quốc đi vào. Một lần nữa xa lại đi một vòng để quý vị nhìn được bên ngoài những chậu hoa được trưng bày ở dưới phía dưới tượng Phật Thích Ca. Rồi, một vòng đã tham quan dường như là toàn bộ khuôn viên của Thiền Tôn Phật Quang. Ở đây Sa La đến tìm xem còn dòng suối không. Hồi trước mình đi mùa mưa, mùa mưa mình còn thấy suối chảy. Giờ mùa khô ở bị dòng suối cạn rồi. Bảo ơi, Thảo Thảo ơi, không có nước suối nữa. Nước trước mình nhớ không? Ở đây mình có thấy nước suối chảy nè. Mùa khô rồi. Mùa khô hết nước rồi. Hôm nay mùng 2 Tết đó quý vị, nhưng mà các bé vẫn đi học võ. Không có nghỉ Tết. Nhà chùa đang dạy võ cổ truyền cho các học sinh. Mình đi một vòng nữa đi Thảo Thảo ơi. Mình qua đây mình đi ngang khu vực. Khu vực này có bán kinh sách, bán quần áo, áo dài đó quý vị, rồi áo cho Phật tử. Bữa kêu Thảo Thảo đọc cái bản gì đó. Khu vực cơm chay. Lần trước là Sa La cũng đến đây thưởng thức cơm chay một lần. Hôm nay nhà chùa nấu cơm ngon quá quý vị ơi. Cơm ngon quá luôn á. Cơm hôm nay ngon quá trời, đủ nhiều, rất là nhiều món đồ ăn luôn. Cơm, ăn cơm không?
Không biết mấy cô có ăn cơm không nữa. Ồ, ở bên đây cái này là xôi hả bé Thảo Thảo? Xôi, đúng rồi. Xôi ngũ sắc. Để em coi cho tôi. Dạ, để xem coi nhóm đi chưa. Nếu nhóm còn ở lại mình còn thời gian mình ăn. Coi nhóm các cô giáo cô đi chưa. Mà nhìn rất là ngon luôn á. Rồi thôi mình lên đi, lên từ từ. Đến đây thì Sala cũng thâu khái quát hình ảnh của chùa Thiền Tôn Phật Quang ở tại thung lũng núi Vinh của thầy Thích Chăn Quang trong một dịp đầu năm. Sala hữu duyên cùng với lại các cô giáo ở Bình Chánh đi hành hương trong ngày đầu năm và đến Thiền Tôn Phật Quang để bái Phật và nhìn lại những hình ảnh rất là đẹp, rất là thơ mộng, rất là êm đềm của một ngày đầu năm mới. Nhưng mà Sala hòa vào dòng người đi lễ Phật đầu năm, cầu cho những gì đó tốt đẹp nhất trong năm 2024 này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành khoảng thời gian quý báu xem video Sala cùng với lại hai đứa em của mình là Thảo Thảo nè và bé Bảo Bảo đi Thiền Tôn Phật Quang một lần nữa trong năm 2024. Cảm ơn quý vị nhiều lắm nhé. Xin hẹn được gặp lại quý vị trên những video tiếp theo Sala đăng tải trên kênh Sala TV. Ở bên đó là có chánh điện chùa Hang. Ở bên đó có một ngôi chùa cũng rất là đẹp. Ngôi chùa đó mình sẽ qua bên đó mình gặp chùa Hang. Ở bên đó là chùa Hang có dáng dấp của một những ngôi chùa cổ ở Việt Nam á, có chánh điện là những cái mái hình đầu đao nè, có tháp đó là bên đó. Mình qua bên đó mình sẽ thấy được ngôi chùa bên đó cũng ở trong thung lũng núi Vinh này. Còn ở Thiền Tông Phật Quang thì mình sẽ bái một ngôi chùa có dáng dấp của một hội trường, tại vì nơi đây thường thường là diễn ra rất là nhiều những cái công tác Phật sự, tập trung rất là nhiều những Phật tử từ khắp nơi, và đặc biệt là cái lễ 8 tháng 12 là lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, thu hút rất là đông. Bé ơi. Con chó nựng một cái.